nút home này này. Xin chào các bạn. Nó sẽ về cái màn hình. Bên em vừa lắp đặt xong cái chiếc camera trình Vision M39 ở trên camera trước, camera sau này. Chiếc xe Kia Rio. Ở đây thì chúng em ta đang sẽ hướng có dẫn thể cho bấm các cả, đây là cam trước này. Chủ xe. Camera sau này. Còn xem đồng thời cả hai cam này. Mình muốn chuyển đổi như nào thì mình cứ bấm vào đây nó khác chuyển cam trước cam sau này. Đó. À, đây khi nào mà nó ghi hình nhá, khi nào mà nó ghi hình thì cái số dây ở đây nó sẽ chạy này. Và ở đây là nó có màu đỏ này. Đấy, khi nào anh muốn xem lại các cái file quay, à chờ một tí để thật sự nếu muốn xem lại file quay thì mình bấm vào nút tạm dừng ở đây này. Thì nó sẽ không còn màu đỏ nữa, nó sẽ chuyển sang màu trắng. Và mình sẽ vào cái mục ở trên này là nó sẽ có cái file quay ở đây. Nếu mà anh muốn xem camera trước thì file nó sẽ ở đây. Cam sau thì nó sao file nó ở đây. Đây. Mình thích file nào thì mình chọn. Căn bản vừa cắm thẻ vào đây là nó chỉ có một file thôi. Ở trong này nó còn có cả những cái chức năng như là cảnh báo va chạm sớm này. Cảnh báo lấn làn đường này và nhắc xe di chuyển này. Cái này tí nữa em sẽ căn chỉnh lại cái làn cho anh. Để đi thì nó sẽ báo. Tiếp theo anh bật em hộ. Ở đây thì nó sẽ có cái phần mềm dẫn đường này. Phần mềm dẫn đường thì nó hoàn toàn bằng tiếng Việt thôi. Em sẽ đây là nút menu này. Sau khi vào đây thì mình sẽ tìm kiếm. Tìm kiếm ở đây nó sẽ có hai dạng, tìm kiếm theo địa chỉ và tìm kiếm theo địa điểm. Tìm kiếm theo địa chỉ ấy, là những cái nơi mà nó đã có cái tên đường rồi. Còn tìm kiếm theo địa điểm ấy, là những cái nơi ví dụ như là nó rất chung chung như là ủy ban dân xã này, trường phổ thông cơ sở này, hay là bệnh viện Bạch Mai, sân bay Nội Bài, là những cái địa chỉ mình chả biết nó nằm trên cái đường nào cả. Thì mình cứ đánh vào đấy, từ thôn xã luôn anh đánh vào đây ra hết. Còn địa chỉ thì đây anh bắt đầu vào đây anh chọn quốc gia này, ví dụ như Hà Nội này. Anh mua tí nữa anh về Long Biên là về đường nào là anh đánh vào đây. Thì nó khác ra. Giả sử như anh về đường gì nhỉ? Nguyễn Văn Cừ. Nguyễn Văn Cừ đó. Anh đánh không dấu. Chỗ này phải cách ra. Cách. Đấy, nó gợi ý cho mình luôn, mình không phải đánh hết đâu. Đấy, anh chọn số nhà bao nhiêu thì em không cần nữa. Giả sử chỉ cần đến đường Nguyễn Văn Cừ thôi đúng không? Rồi. Thì mình bắt đầu bấm vào kết quả. Rồi. Đấy. Thì mình bấm vào nút đi. Rồi. Thì nó sẽ hiển thị cho mình mấy cái đường để có thể đến được Nguyễn Văn Cừ này. Rồi. Trong đó cái đường ngắn nhất sẽ là 9 cây. Rồi. Và 9,7 cây và 10 cây. Rồi. Đây. Thì mình thích đi đường nó sẽ vẽ cho mình ở trên này. Vâng. Mình thích đi đường nào thì mình bấm vào nó thôi. Vâng. Giả sử như em chọn cái ngắn nhất là 9 cây, bấm đi. Vâng. Thế là nó sẽ hướng dẫn cho anh bằng giọng nói. Và bên cạnh này nó có cái hiển thị tốc độ tối đa trên cái đường đấy. Vâng. Anh không được đi quá cái này. Vâng. Nếu anh đi quá thì cái này nó sẽ hiện lên thành màu đỏ. Vâng. Vâng. Còn khi mà anh đi trên đường ấy, đến những cái đoạn mà nó sẽ chuyển đổi cái tốc độ ấy. Ví dụ là đường đang 60 lên 90 thì nó sẽ báo trước cho anh. Vâng. Vâng. Là sắp đến cái đoạn đấy. Đoạn lên 90. Vâng. Đấy, tí nữa nó anh đi nào nó sẽ báo cho anh như thế. Yeah. Đây là hai chức năng. Yeah. Chức năng thứ ba đây để em bật cái là mình có thể xem được bật cả hai cái phần mềm này cùng một lúc. Yeah. Tức là cả dẫn đường và cả ghi hình luôn. Yeah. Còn như bình thường ấy, nếu mình mà không tắt đi nó vẫn ghi đúng không? Bây giờ nha, giả sử như là anh để nguyên như này. Yeah. Đây xem lại tiếng. Tiếng thì ấy rồi, tiếng đang cài vào đây. Cài ép em ấy, bật to cái ép em lên có thể cho tiếng. Bật volume lên này. Okay. Bắt đầu quay. Đấy, ok. Đó. Thì lúc nãy là em đã kết nối cái đài FM ở trên này với cái này. Wow. Nên là toàn bộ những cái âm thanh từ đây nó sẽ phóng ra loa. Wow. Giả sử như bây giờ anh kết nối cái điện thoại di động của anh với chức năng Bluetooth ở đây. Wow. Thì toàn bộ cái danh bạ điện thoại của anh nó sẽ đồng bộ hết lên đây. Giả sử như có người gọi đến ấy, thì anh không phải nhấc điện thoại lên nữa. Mà anh bấm nghe ở đây thì nó sẽ ra hết cái loa to này của anh. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là ở trên này nó còn có một cái ứng dụng để ví dụ như anh nghe nhạc và xem phim online cơ.
Ví dụ như đây. Vâng. À, em lúc nãy em test thử bởi vì em đã cắm một cái sim 4G ở trên này rồi. Vâng. Giả sử như mình nghe nhạc là nó sẽ ra cái loa to này luôn. Vâng. Em tua lại cái đoạn này. DVD nguyên bản này của anh nhá là chỉ có nghe qua thẻ nhớ USB thôi. Vâng. Còn cái này là còn nghe online luôn. Vâng. Mình thích nghe bài nào mình nghe. Vâng. Ví dụ nhà có trẻ con mình có thể bật hoạt hình Tom Jerry hay các thứ. Vâng. Xem thẳng luôn trên này. Đó. Thì là nó cũng đã ra loa của anh đây rồi. Vâng. Ngoài ra khi mà chúng ta không tải cái ứng dụng YouTube về này. Tải được anh, tải được. Tí nữa là em vào xe app Play em tải được anh. Anh vâng. muốn cái gì là tải được hết. Vâng. Và cái giống như điện thoại Android. Một cái điện thoại. Một phần mềm nghe nhạc cũng với một cái phần mềm YouTube thôi. Vâng, tí em tải cho anh luôn. Vâng. Có phát Wi-Fi kiểu gì anh nhỉ? Phát Wi-Fi đây anh nhá. Ở trong này, trong cái mục cài đặt này. Anh muốn vào đấy thì anh vào cái bấm vào cái bánh xe này vâng. hoặc ở đây đều được. Vâng. Giả sử như vào từ bánh xe này. Vâng. Thì anh thấy này, ở đây là nó có phát wifi này. Vâng. Này, trạng thái đang bật này. Vâng. Ở đây thì cái tên wifi và mật khẩu anh thích đặt nào là tùy anh. Vâng, vâng. Còn đây là mặc định của vâng, nó vâng. là tên như này. Tôi cứ để nó vậy. Vâng. Thì khi đấy là điện thoại của mình kết nối vào cái là mình vào được mạng như bình thường luôn. Vâng. Còn ngoài ra một chức năng nữa là quản lý và theo dõi xe từ xa. Cái này thì anh dạy em cái đấy. Cái đấy thì em sẽ cài cái phần mềm vào điện thoại cho anh. Đây bây giờ nha, để em kết nối thẳng vào đây, em lấy cái nguồn wifi ở đây luôn. Nguồn wifi đây rồi, 139 wifi đây. Sau khi kết nối xong vào tải con. Để lấy quyển sách để bắt cái link đấy cho nhanh luôn. Nam ơi, sách đâu Nam ơi? Cái hộp đâu nhỉ? Đây hộp đây. Nam ơi cho anh mượn hộp kia. Hộp cốp à? Okay, đây. Ok rồi. Đây chúng ta đang cài đặt cái ứng dụng giám sát xe từ xa này của trên WebVision M39. Cái thông qua ứng dụng này thì chúng ta có thể là ngồi ở nhà để biết được xe chúng ta đang ở đâu, vị trí và tốc độ di chuyển như nào, và trên xe đàm thoại gì, và chúng ta đàm thoại hai chiều được nhá. Rất hay các bạn. WebVision M39 là chiếc camera hành trình dạng gương, ốp lên gương nguyên bản của xe và có thể hoàn toàn thay cái đầu DVD của mình. Rồi nếu bác nào mà có ý định mua đầu DVD thì cân nhắc và tham khảo cái mẫu camera hành trình thông minh này nhé. Và bây giờ Tùng bỏ cái hộp. Đây là cái phần mềm mà em đã cài cho anh đây nhé. Vâng.
phần mềm này nó sẽ có 4 cái thanh menu bên dưới này. Vâng. Khi nào anh muốn xem thì anh sẽ vào cái phần cuối cùng là phần có tên là Mi này. Vâng. Anh chọn mục thứ hai. Sau đó giả sử như muốn xem định vị thì anh xem ở đây. Anh vào cái location này. Vâng. Anh zoom xuống tận đây anh biết xe nó nằm ở cả trong cái ngõ này luôn. Vâng. Đây. Không sai một tí nào luôn. Vâng. Đấy. Thế còn anh muốn xem trực tiếp thì anh bấm vào cái lever. Vâng. Nó sẽ mất một lúc để tải dữ liệu đấy. Là anh nhìn thấy ở phía trước luôn này. Vâng. Giả sử như khi mà anh ngồi ở nhà, cái xe nó đang chạy thì anh cũng xem được phía trước như này luôn. Vâng. Và thứ nhất là anh có thể nhìn thấy là xe tốc độ chạy bao nhiêu. Đây là đang đứng yên nên không không này. Vâng. Đấy. Thế cái này đàm thoại hai chiều luôn. Nghe đấy ạ. Vâng, bắt vào đây. Tức là mình nói chuyện là thằng này nó thu được, xong nó truyền ở đây. Vâng. Nên là anh ngồi ở nhà là anh nghe được tiếng nói trong chuyện. Trong người ngồi nhà cũng đàm thoại được rồi. Giả sử như anh muốn ấy nha, anh muốn ở nhà anh muốn nói chuyện nha. Vâng. Anh truy cập vào đây. Alo alo, đang ở đâu rồi? Để bật loa to lên. Alo alo, đang ở đâu rồi? Nó gửi dữ liệu đi. Đấy, đúng không ạ? Đấy, nó hay ở cái chỗ đấy. Ok. À, ngoài ra ở cái phần dưới phần check playback này. Vâng. Anh có thể kiểm tra được ngày tháng trong vòng 1 năm liền. Vâng. Cái xe này ngày này tháng này đi đâu. Vâng. Là nó đánh dấu hết ở đây. Vâng. Trong vòng 1 năm rồi nó lưu hết 1 năm luôn. Vâng. Và cái phần mềm này là miễn phí không mất tiền. Ok. Thế đây. Vấn đề gì nữa nhỉ? Cài đặt cái bây giờ em sẽ cài đặt cho anh cái chức năng là cảnh báo lấn làn đường khi đi trên đường thôi là kết thúc. Bây giờ anh chỉnh giúp em xem là còn như này, giả sử như anh đang đi trên đường anh muốn lùi. Không, giả sử như không phải lùi thì anh đã có cam lùi nó tích hợp vào đây rồi. Em không cài thêm cho anh nữa. Nhưng anh muốn nó nhìn dễ hơn thì anh có thể ấn một nút này, anh chỉnh lại cái độ sáng tối của nó ở đây. Vâng. Tăng giảm ở đây. Còn nếu mà muốn rõ nữa, anh bấm thêm phát nữa là ở trên này thành một cái gương như cái gương xe của anh luôn. Rồi, đấy. Nhìn lên sau được. Nhìn thoải mái anh thấy không? Vâng. Thế bây giờ anh quay cái góc nào để anh nhìn tiện nhất đi, xong để tí em chỉnh cái lệch làm cho. Cái này để anh không bao giờ anh phải di chuyển nữa, anh không sờ ở đây nữa. Vâng, vâng. Đấy. Thế bây giờ em sẽ cài nốt cái đấy cho anh. Rồi. Thế mà người khác ngồi lên xe lại một trình nó lại lệch à? Vâng, đúng rồi ạ. Thì tí nữa em sẽ hướng dẫn luôn cho anh. Để anh lần sau anh thao tác cho nó dễ. Rồi. Ok. Rồi, anh hãy để em đây. Em chỉnh cái ống kính này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chỉnh cái ADAS cho bác chủ xe. Ở đây chúng ta sẽ vào cái mục ADAS này. Căn chỉnh ADAS này. Cho camera trước. Chuyển sang camera trước. Ở đây thì chúng ta sẽ phải khi nào nhá, giả sử như anh cho ai mượn xe chẳng hạn. Mà người đấy điều chỉnh cái này đi. Thì anh bắt đầu anh điều chỉnh lại. Anh điều chỉnh lại vẫn chưa thấy ổn thì anh có thể lấy tay anh điều chỉnh cái ống kính này. À, dùng ống kính. Không, anh có thể xoay ngang vặn bằng tay cái ống kính này. Lên để cho ấy. Nó phù hợp. Okay. Khóc xem thấy. Trước để tiết kiệm pin ghi hình chạy nền. Đây, giả sử như ở đây thì em sẽ phải nâng lên đây một tí nữa. Vẫn cái vương này em vẫn giữ cố định, em chỉ chỉnh cái ống kính này thôi nhá. Và bây giờ ở trong cái phần ADAS này em sẽ chỉnh cái này xuống nó cái vạch ngang này này. Vâng. Cái vạch thẳng này nó phải đúng cái mũi của cái xe. À. Còn cái vạch ngang này nó sẽ là cuối của cái con đường này mà cái xe này có thể nhìn thấy, giống kiểu đường chân trời ấy. Vâng, cái điểm vâng, điểm vâng. Gặp nhau ấy. Vâng, đấy. Ok, thế là được. Thì khi đi trên đường ấy thì những cái tình huống mà chệch làn thì nó sẽ báo cho vào anh. Cái phần mỗi cái ấy chỉnh cho còn đây anh vào cái ADAS này nhá. Vâng.
xong rồi phần căn chỉnh ADAP này thì nó sẽ hiện ra hai cái vạch này. Okay. Sau khi chỉnh xong anh bấm OK xác nhận nữa, thế là xong. Nó không dễ ạ. Mấy này em cũng có rất nhiều cái clip hướng dẫn về sản phẩm em này. Em nghe sang trên YouTube rồi, em sang thông tin đấy. Ok ok anh. Nếu bác không gọi, bên em có người em lắp đặt nơi luôn. Thế là chả biết. Anh chỉnh đao cho em cái ứng dụng nghe nhạc kia. À rồi ok. Giờ sẽ vào setup play. Cái đấy phải đăng nhập cái tài khoản Google Gmail. Anh có cái Gmail đó không? À có. Được, thế anh bấm vào đây là được thôi. Email. Anh đi gõ đi. Phạm Quang Hiển 319. Ok, chúng ta cùng ra xem cái vị trí cam sau nhé. Đây, như các bác thấy trên màn hình, đây là vị trí của camera sau. Camera sau thì được lắp ở phía bên trên biển số này, gần biển số. Tức là do cái xe này thì bác chủ đã có sẵn camera lùi rồi, nên là cái cam sau của camera Web Vision M39 chỉ là một chiếc cam để quan sát hình phía sau. Đấy, còn nếu mà những xe nào mà chưa có camera lùi thì hoàn toàn có thể làm camera lùi luôn. Đây rất là hay. Đây, tiện rất nhiều chức năng trong một. Dẫn đường, dẫn chỉ đường bằng tiếng Việt, camera hành trình ghi hình trước sau, camera lùi, hộ phát wifi, hay nghe nhạc xem phim, định vị giám sát xe từ xa. Và phát âm thanh ra hệ thống của xe. Đấy, hoàn toàn chúng ta có thể để cân nhắc khi mua đầu DVD thì tại sao không mua Web Vision M39 để tích hợp được rất nhiều tính năng này. Bây giờ nó liên quan đến đăng ký tài khoản, nó cũng hơi lằng nhằng tí. Đây, chúng ta có thể cài đặt rất nhiều ứng dụng ở trên cái CS Play. Cài đặt YouTube, Facebook, các thứ. Nhạc của tôi hay là Zing MP3 đều ok hết. Tất là tật, tức là chúng ta có thể cài bất kỳ những cái gì chúng ta thích. Vì đây sử dụng hệ điều hành Android 5.1 này, và cái màn hình cảm ứng điện dung đa điểm nên rất là tiện, dễ thao tác cho các bác nhé. Ngõ kia phi thẳng nó được không anh nhỉ? Đi được anh ạ. Ở trong nội thành Hà Nội là bên em có kỹ thuật đi đến lắp đặt tận nơi. À, như trong sáng nay là nhưng mà sáng nay anh gọi là chịu rồi. Kín lịch hết rồi. Anh em mà thôi lại đợi từ trưa cho nó văng vắng rồi khi sang. Vâng. Hôm nay cũng đường nó cũng không đông. Khi mua sản phẩm Web Vision M39 thì các bác được tặng một cái thẻ nhớ 16GB, một thiết bị chống ngủ gật này, mũ bút từ đẳng cấp camera và một cái đầu đọc thẻ nhớ. Đấy, cũng như một cái voucher giảm giá trị giá 100.000 đồng. Và cái Web Vision M39 này bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 12 tháng và được dùng thử trong 7 ngày. Đây đang là chính sách tốt nhất Việt Nam hiện nay ở một cái hãng camera hành trình. Để tham khảo các thông tin về sản phẩm cũng như để biết được các chính sách bán hàng dịch vụ của bên Web Vision thì mời các bác truy cập vào website webvision.vn hoặc là gọi điện đến tổng đài 1900 0388 để biết anh thêm thông tin về chi tiết. Anh ở trên này nó có một cái khe cắm sim nhé. Khe cắm sim thì anh lưu ý giúp em là cái tí nữa là cái chiều vát của cái sim ấy. Cắm xuống. Cắm trên lên ngược lại. Nó lại ngược đấy. Sim sim chỉ em. Ok.
Thế còn cái mặt đồng lại hướng về đây. Vâng. Ngược cái là hơi vất vả đấy. Vâng. Ngược nó vẫn đẩy, vào. Không đẩy ra được. Vẫn vào mình không đẩy ra được, mình lại phải dùng nhíp nhủng. Vâng. Cái này đang dùng 4G. Đâu đây là đang cài đặt thôi, tải nhanh mà. Ừ. Cái này có mười mấy mê. Đây nhá, cái YouTube với nhà của tôi là em cài hết đây rồi. Vâng. Thử test YouTube cho bác cái. Tầm như nhà có trẻ con bây giờ YouTube tôi thích lắm. Nhà em hai đứa mỗi đứa một cái. Đây là xong khởi động lại tí. Nó đăng nhập à? Nó bắt đăng nhập để xem thử nhà của tôi xem. Cái đấy về nhà của tôi cũng bắt đăng nhập đấy đúng không? Ở trên cái mục này, ở trên mục này anh nhá, em đã cài sẵn cái để ra loa cho anh. À, ok. Nếu lúc nào không muốn thì anh chỉnh cái tần số nó khác đi. Ví dụ như ở đây cái tần số FM của anh đang là 87.5 này. Vâng. Thì ở trên này em cũng 87.5. Chỉnh 87.5 sau đó là đóng lại. Đóng lại. Thì là hai thằng này nó à, ở đây mở là đóng, đóng là mở. À. Như này là đang hai thằng kết nối với nhau rồi. Vâng. Thì bây giờ anh không muốn kết nối nữa thì anh đóng nó đi. À, ok. Thì ở đây anh sẽ bật anh nghe FM như bình thường. Vâng. Vâng. Chỉnh tần số nào cũng được. Đấy. Còn nếu không em để như thế này thì giả sử như anh bật nhạc từ nhà của tôi hoặc YouTube này thì nó đều ra đây. Ra nó. Vâng. Cải thiện đi. Vâng. Ông thỉnh thoảng ở Hà Nội hay nghe VOV giao thông. Vâng. Nên là cái đấy em cũng phải hướng dẫn cho anh để anh biết. Cái này là cái bố còn quảng cáo. Nhà của tôi quảng cáo ác lắm. Free thì thế. Nghe thôi. Free thì thế. À, này. Ok, cho mượn cái hộp đúng rồi. Ok, sơ bộ vừa rồi thì bên em có hướng dẫn các chủ xe về các thông tin sử dụng của các Vision M39 ở trên được lắp đặt ở trên chiếc xe Kia Rio biển 61. Thì cảm ơn bác Tài đã qua cửa hàng tại Hà Nội để lắp đặt cái chiếc camera này, hành trình này. Thì bên em hiện tại cái hệ thống đại lý là rộng khắp cả nước, thì với chính sách là lắp đặt miễn phí cho tất cả các bác Tài nhé, trên khắp mọi miền đất nước. Thì để tìm hiểu thông tin về sản phẩm thì các bác hãy truy cập vào website webvision.vn, webvision. Hoặc là gọi điện đến tổng đài 1900-0388 để biết thêm các thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được hỗ trợ tốt nhất. Hoặc là các bác có thể comment trực tiếp những cái câu hỏi, những cái thắc mắc tại bên dưới video này thì bên em sẽ tư vấn luôn cho các bác nhé. Ok, em xin dừng video clip tại đây. Thì xin chúc các bác sức khỏe, lái xe an toàn. Cảm ơn các bác đã ủng hộ, tin tưởng các Vision trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.